rụng tóc nhiều là thiếu chất gì và cách điều trị hiệu quả tình trạng rụng tóc do rất nhiều nguyên nhân gây ra, chẳng hạn như do quy trình lão hóa tự nhiên, do căng thẳng, do bệnh lý. Bên cạnh đó, thiếu chất cũng chính là lý do khiến mái tóc của bạn ngày càng thưa mỏng. Vậy rụng tóc nhiều là thiếu chất gì? Cách điều trị như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết dưới đây. Khi cơ thể không hấp thụ và tổng hợp được một hay nhiều chất dinh dưỡng sau sẽ khiến tóc dễ rụng. 1. Protein. Dưỡng chất này đóng vai trò cấu tạo nên tóc và hỗ trợ sản sinh collagen đem lại mái tóc chắc khỏe. Khi bạn bị thiếu hụt protein hóa sừng, mái tóc sẽ trở yếu hơn. Các dấu hiệu cụ thể như khô rối, rụng tóc nhiều, tóc sơ. 2. Vitamin. Một mái tóc khỏe đẹp khi có đầy đủ các vitamin như vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin B. Trong đó, mỗi loại vitamin sẽ đóng vai trò nhất định. Vitamin C có thành phần chống oxy hóa, ngăn ngừa các gốc tự do tấn công. Khi các nang tóc thiếu hụt vitamin này sẽ dễ bị gãy, rụng do các yếu tố môi trường tác động như bụi bẩn, hóa chất. Vitamin E nổi tiếng với công dụng cấp và giữ ẩm. Nhờ vậy, mái tóc của bạn sẽ trở nên mềm mượt hơn. Vitamin A giúp kích thích các sản sinh và hỗ trợ phát triển các tế bào tóc. Vitamin B tạo điều kiện để nang tóc phát triển và đảm bảo quá trình trao đổi chất ở nang tóc được diễn ra thuận lợi. 3. Khoáng chất. Để sở hữu mái tóc khỏe mạnh và không bị hư tổn không thể không kể đến vai trò của các khoáng chất. Cụ thể, chất kẽm đảm nhiệm vai trò cân bằng nội tiết tố. Khi mái tóc thiếu chất này sẽ khiến nồng độ DHT, dihydrotestosterone tăng, gây rụng tóc. Sắt có công dụng sản sinh hồng cầu và vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó có nang tóc. Thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu và ngăn cản quá trình vận chuyển dưỡng chất đến tóc. Do đó, mái tóc sẽ trở nên yếu ớt và dễ gãy rụng. Silica giúp tóc hấp thu trọn vẹn các chất dinh dưỡng. Sunfer giúp nuôi dưỡng mái tóc sâu từ bên trong và kích thích mọc tóc. Canxi được biết đến dưỡng chất quan trọng đối với xương khớp. Chất này cũng có công dụng tương đương với mái tóc. Bạn sẽ sở hữu mái tóc chắc khỏe khi cơ thể có hàm lượng canxi cân bằng. 4. Omega 3. Tóc dễ bị gãy rụng và hư tổn có thể là dấu hiệu của thiếu axit béo omega 3, bởi chất này vốn giữ vai trò duy trì độ ống mật cho tóc. Tóc rụng nhiều báo hiệu cơ thể đang gặp phải một số vấn đề nào đó. Trước tiên, bạn nên đi khám sức khỏe tổng quát bác sĩ để tìm hiểu được nguyên nhân gây rụng tóc và có hướng điều trị hiệu quả. Nếu rụng tóc được chẩn đoán là dấu hiệu của bệnh lý, người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Ngược lại, rụng tóc do căng thẳng, thiếu hụt dinh dưỡng, bác sĩ có thể khuyên bạn thay đổi lối sống, bổ sung dinh dưỡng và kê đơn viên uống bổ sung. Dưới đây là một số cách bổ sung chất thiếu hụt nhằm ngăn ngừa tình trạng rụng tóc. 1. Ăn đa dạng các loại thực phẩm giàu dưỡng chất. Thông qua đường ăn uống, các dưỡng chất sẽ được bổ sung vào cơ thể một cách tự nhiên và dễ dàng nhất. Thực phẩm giàu protein như thịt bò, thịt lợn, các loại đậu, nấm, trứng. Thực phẩm giàu khoáng chất gồm tôm, gan động vật, các loại cá béo, ngũ cốc nguyên hạt. Vitamin được tổng hợp từ các thực phẩm gồm trái cây, rau xanh. Tiêu thụ các thực phẩm chứa hàm lượng omega 3 cao, ví dụ gấc, bơ, cá hồi. 2. Dùng viên uống hỗ trợ. Trong nhiều trường hợp, bạn vẫn bị thiếu hụt dinh dưỡng dù đã có một chế độ ăn khoa học thì bác sĩ sẽ kê đơn các viên uống bổ sung. Các viên uống này giúp bổ sung dưỡng chất vào cơ thể nhanh chóng. Tuy vậy, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, bạn cần tuân thủ chỉ định về liều lượng, thời gian uống của bác sĩ. Việc lạm dụng thuốc hoặc uống quá liều đều có nguy cơ gây phản tác dụng. 3. Sử dụng mặt nạ dưỡng tóc. Hiện nay, nhiều anh chị em đã sử dụng các mặt nạ tóc để làm giảm rụng tóc, đem lại mái tóc chắc khỏe, óng mượt. Hơn nữa, sản phẩm này còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Theo tìm hiểu, giá thành của các mặt nạ tóc này khá phù hợp với tất cả đối tượng. Trên đây là một số những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của tóc và các cách để bổ sung thêm dưỡng chất sao cho đúng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình.